Pháp và Italia vào chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, DIP 2023. Ngày 25 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, DIP 2023 đã chính thức công bố đội Pháp và Italia sẽ cùng so tài để tranh ngôi vị quán quân DIP 2023 trong đêm chung kết, mùng 8 tháng 7, với chủ đề Thế giới không khoảng cách. Phát biểu tại công bố đội thi đấu chung kết, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức DIP 2023 cho biết, điểm số được ban giám khảo đánh giá trên bộ tiêu chí gồm tính độc đáo, ý tưởng và chủ đề của màn trình diễn, sự phong phú, đa dạng về hiệu ứng và cường độ của màu sắc, quy mô và chất lượng của màn trình diễn, âm nhạc, sự đồng bộ giữa âm nhạc và phần trình diễn, phần kết thúc và ấn tượng chung của màn trình diễn. Lựa chọn đội Pháp và Italia vào chung kết là một quyết định vô cùng khó khăn đối với ban giám khảo, bởi sau 4 đêm thi, cả 8 đội tham gia DIP đều đã thể hiện sức sáng tạo vô tận và để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả với những màn trình diễn pháo hoa vô cùng mãn nhãn. Bà Ngô Thị Kim Yến chia sẻ, trong đêm thi với chủ đề tình yêu không biên giới tối ngày 10 tháng 6, phần trình diễn có tên Sắc màu hy vọng của đội Pháp đã khắc họa những câu chuyện về tình yêu, niềm hy vọng bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc đầy lôi cuốn. Đặc biệt, khoảnh khắc bài hát Đừng hỏi em của nữ ca sĩ Mỹ Tâm vang lên, cả khán đài như vỡ òa khi đội pháo hoa quốc tế sử dụng bản nhạc trữ tình Việt Nam cho phần thi của mình. Cùng với đó là các bản hit US và cả K-pop giúp đội Pháp thể hiện thật trọn vẹn chủ đề chung của DIP, Thế giới, không khoảng cách. Trong khi đó, đội Italia cũng thể hiện một màn trình diễn vô cùng ngoạn mục vào đêm thi chinh phục những giấc mơ tối ngày 17 tháng 6. Phần trình diễn pháo hoa có tên gọi không gian cổ kính và ánh sáng hiện đại đã hoàn toàn chinh phục những khán giả khó tính nhất. Những bản giao hưởng bất hủ của Beethoven và Mozart được đội tuyển Italia vẽ lại bằng ánh sáng trên trời đêm Đà Nẵng. Bông pháo uyển chuyển tựa những nốt nhạc, kèm hiệu ứng hình ảnh tinh tế khiến khán giả đắm chìm, không thể rời mắt. Đặc biệt, hiệu ứng pháo xoay tròn giữa không trung ở màn bắn đầu tiên còn được nhiều khán giả liên tưởng tới vòng quay Sunwin tại công viên châu Á. Đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, DIP 2023 sẽ diễn ra vào tối mùng 8 tháng 7. Đội Italia sẽ bắn trước và màn pháo hoa của đội Pháp sẽ khép lại mùa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, nhiều ấn tượng.